Hello, xin chào mọi người. Hiện tại bây giờ là tối 30 Tết và hai đứa mình đang đi xuống đường Bạch Đằng ở Đà Nẵng đây. Bây giờ là ở đây rất là đông luôn. Không khí rất là đông vui nha. Giờ là tụi mình cái này không phải là đi dạo chợ hoa mà chỗ này gọi là chi anh hè. Đây gọi là gì ta? Cái chỗ này là giống như họ trang trí chỗ cầu rồng là họ trang trí để đón Tết đó mọi người, rất là nhộn nhịp luôn. Đây là tối 30 Tết nha, mình sẽ quay cho mọi người xem. Đây chính là cầu rồng Đà Nẵng đó, đó chính là cầu rồng Đà Nẵng. Đây là đang trang trí không khí Tết nè. Chỗ này thì ngày mai chắc là nhà mình đi chùa xong, sáng mùng 1 sẽ đi chùa rồi ra đây chụp hình hoa xuân. Đây là Bắc Kinh. Còn nhìn qua đây thẳng là qua kia là sẽ là cầu sông Hàn luôn. Đường phố nè. Ở đây thì rất là đông vui và nhộn nhịp. Đây là cái Tết đầu tiên mình đón Tết ở Đà Nẵng nha. Tính ra ở Đà Nẵng đón Tết chơi vui với nị. Vui mà đông quá trời luôn. Đây, mọi người thấy trang trí Đà Nẵng, trang trí cũng rất là đẹp. Hoa không là hoa, nguyên một đường luôn. Đường. Hồi chiều đi ngang qua đây cũng đẹp lắm nè. Đây chính là biểu tượng con mèo của Đà Nẵng cho năm nay. À, đây là đài truyền hình VTV8 nè, hàng chi là qua đây quay đúng rồi. Đó là đài truyền hình VTV8 nè kìa mọi người. Ồ, đi qua bên này cũng đẹp lắm nè mọi người. Tí nữa ai còn đốt nữa, tiếp nhà ngồi chơi thôi. Khô bên này cũng đẹp quá nè nị. Khô bên này cũng đẹp lắm luôn. Đây là tại vì tụi mình vừa ở khu bên kia thì đi bộ ở dưới đường hầm, đi ngang qua cái cầu rồng á là sẽ qua cái khu bên này. Mình sẽ quay khu bên này cho mọi người xem. Này là hai bé mèo. Nhìn dễ thương rồi. Tí đứng ngồi chụp không? Còn đây là khu bên này nè. Đây là đường Bạch Đằng nha mọi người. Nhìn cũng đã thấy đầu rồng luôn. Đối diện là có một cái chùa luôn nè mọi người. Chùa rất là lớn nha. Nên giờ tụi mình sẽ đi qua chùa để xem thử. Đây. Ồ, đây là chùa An Long nha. Nằm trên đường Bạch Đằng. Đúng, đường này đường Bạch Đằng hả anh ấy? Đây là nằm trên đường Bạch Đằng nè. Ồ, đi vô trong chùa có nhìn rất là hoành tráng luôn. Anh chị đang chụp hình giùm người ta. Ngoài trước là bán cá viên chiên nè. Nhìn qua đối diện là cái chỗ vườn hoa lúc nãy tụi mình đi đó. Quá đông luôn. Ồ, chùa này buổi tối lên đèn đẹp quá trời luôn. Đây nè mọi người. Sáng mai chắc là hình như là mẹ Hà nói là nhà mình cũng sẽ đi cái chùa này đây. Nhưng mà buổi tối lên đèn hoành tráng ơi. Đèn đồ quá đẹp luôn á. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ lấy xe chạy dạo một vòng đường Bạch Đằng này nọ nữa rồi sẽ về nha. Đây, mình sẽ quay không khí đường cho mọi người xem. Rất là đông vui luôn, đèn rất là đông luôn á. Đây nè. Mình nghĩ tí nữa trễ hơn tí xíu là sẽ kẹt xe. Bây giờ hiện giờ là 8:30. Mà mình nghĩ trễ hơn tí xíu nữa là chắc khúc này sẽ kẹt xe. Người ta sẽ đổ ra đường, người ta đi xem pháo hoa á.
chỗ này là đợt trước nhà mình ra đám cưới mình là ở ngay khách sạn ở đây luôn nè mọi người. Đây nè, Brilliant này nè. Đó. Đường xá rất là đẹp luôn. Nhìn qua là thấy cầu rồng luôn nè. Đó, mọi người thấy chưa? Tuyệt vời. Ok, bây giờ thì tụi mình sẽ đi về nhà. Bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu đi về nhà và xem Táo Quân năm nay và bắt đầu đón giao thừa với gia đình. Mình sẽ kết thúc chiếc vlog tại đây luôn nha và hẹn gặp mọi người vào năm mới. Bye bye. Bye bye, bye, bye. Happy New Year. Happy New Year.